Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà của anh Lượm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số cây mai nha quý vị. Rồi sau đây mời quý vị mình vô gặp anh Lượm nha. Xin chào anh. Chào anh Tấn. Chào bà con gần xa. Hôm nay em có về một lô mai mới để giao lưu với bà con cô bác. Em ở đây thì xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì số điện thoại em để tiêu điều đi. Còn bao ship cũng bao toàn quốc. Rồi. Mai này mình mai gì anh? Dạ, mai dảo hộp anh từ 5 cánh đến 9 cánh. 5 9 cánh. Dạ. Dảo hộp. Rồi. Mình vào cây số 1 luôn rồi. Dạ. Quý vị ơi. Cao 1m07 chiều cao, 8089. Rồi hoành. Rồi hoành 14 anh ơi. Hoành 14 quý vị ơi. Rồi để đây quý vị. Để cũng nở quá nè. Cũng đều ha. Đều để mai dảo hộp ha. Rồi cái này giao lưu bao nhiêu anh? Giao lưu cái số 1 này 700.000 anh. Rồi 700.000 quý vị. Rồi xuống cây. Cây số 2. Rồi. Mã số 2. Đấy, chiều bự dữ vậy. Chiều cao 1m25 anh. Rồi 1m25. 8080. Rồi. Hoành luôn. Rồi, hoành 19 anh Tấn ơi. Rồi, 19 hoành. Đế cũng đều đây. Giá nhiêu anh? Cái này em vô lưu giá 700 anh ơi. Rồi, 700.000 luôn. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Xuống cây. Cây số 3. Rồi mã số 3. Rồi 1m3 chiều cao 8000m đúng đó. Rồi hoành 16. Rồi 16 hoành. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Cái số 3 này em giao lưu giá 700 luôn anh ơi. 700.000 luôn. Rồi xuống cây. Dễ trồng luôn. Cái số 4. Rồi mã số 4. Rồi chiều cao 1m3. 1m3. 8080. Rồi cành tàng đây. Khích nè. Điều đây. Đều. Rồi hoành luôn. Rồi 17 hoành. Rồi 17 quý vị ơi. Rồi để đây. Rồi giá luôn. Đây em giao lưu giá 600.000 anh ơi. 600.000. Rồi 600.000 có cây mai dảo tàn. Tàn đều luôn. Tàn đều luôn. Rồi xuống cây. Cây số 5. Chiều cao 8080. Rồi 17 rưỡi như 17 của anh. Chụp lấy nét lên cái coi. Rồi. Giá luôn. Cái này em giao lưu giá 600 anh ơi. 600. 600 mà bao ship luôn quý vị ơi, ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Cây số 6.
rồi 1m2 chiều cao. Tăng ngang này nó hơi yếu, tăng ngang này cũng 80. Nằm lóc nhà. Rồi 16 quà. Rồi. Đế cũng đều đây. Đấy, đều luôn. Giá luôn. Cái này cũng giao lưu 600 luôn anh ơi. 600.000. Rồi, xuống cây. Rồi 1m3 chiều cao. Tăng ngang 85. Mười chín quạt. Rồi. Đế cũng đều luôn. Giá luôn. Cây số 7 này em giao lưu giá 900 ạ. 900.000. Bao ship luôn. Cực cây may dảo luôn quý vị ơi. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Xuống cây luôn. Cây số 8. Rồi mã số 8. Chiều cao 1m1. Tăng ngang 80. À, đều quá ha. Quanh 15.5 như 15 anh ơi. Dạ. Rồi. Bay lên rồi. Rồi, đế cũng khá đều đây. Còn tay cành thì đặt ngạc, nhưng quý vị đây, tay cành này quý vị. Ngạc hơn ha. Giá nhiêu anh? Cây số 8 này em giao lưu giá 700 ạ. Rồi, 700.000. Xuống cây. Cây số 9. Rồi, mã số 9. Rồi, chiều cao 1m3. Tăng ngang 80. Tay cầm chùm lịch luôn. Hoành luôn. Rồi, hoành 15 hoành. Rồi, 15 rưỡi như 15. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giá luôn anh. Cái này vô lưu giá 700 thôi. 700.000. Rồi, xuống cây. Cây số 10. Số 10. Chiều cao 1m4. Rồi. Tăng ngang 80. Rồi, 16 hoành. Nhiêu anh? Cây số 10 em giao lưu giá 700 luôn anh ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 11. Rồi, mã số 11 quý vị ơi. Chiều cao 1m1. Rồi, cao 1m1. 8.080. Tay cành đều gặp. Vẫn lắm. Rồi 15 hoàn. Rồi. Đế này. Đây cũng có. Dạ, đều cũng đều ha. Rồi giá nhiêu anh? Cái số 11 này giao luôn giá 700 luôn anh ơi. Rồi 700.000. Rồi, nhanh tay chốt cái gì ơi, xuống cây. Cây số 12. Rồi, một chiều cao 1m2. Tăng ngang 85.
Rồi, 15 hoàn. Giá luôn. Cái này em giao lưu giá 700 luôn anh. Bao ship toàn quốc luôn. 700 bao ship toàn quốc luôn. Bán xả vàng luôn cho bà con cô bác chơi luôn. Xả vàng luôn hả? Rồi xuống cây. Một mét hai chiều cao. Hai. Ngang 83. Mười lăm quan. Rồi. Để đây. Đây cũng có điều á. Rồi giá nhiêu anh? Rồi cây số 13 là em giao lưu giá 700 luôn anh ơi. 700 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Cây số 14. Chiều cao 1m3. 1m3. Ngang 83. Cành tàn đều ha. Điều như cái gì? Rồi. 18 quan. Rồi, 18 quan. Để đây. Đây cũng có một cọng ra mà dạt xuống những vài phân mà lòi lên mà thôi. Rồi, cái này giao lưu nhiêu anh? Cái số 14 này em giao lưu giá 800 anh ơi. 800 ngàn. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Số 15. 15. Chiều cao 1m3. Bán ngang 80. Hai cành mặt quẹo. Hai cành đều. Rồi, 16 quan. Rồi. Để cũng đều luôn. Để đều luôn. Rồi, giá luôn. Cây 16 em giao lưu giá 900 ngàn anh. Mấy anh? 15. 15. Rồi, giao lưu giá 900. Rồi, xuống cây. Cây 16. Mã số 16 gì ơi? 1m2 chiều cao. Tám ngàn là dữ vậy. 85. Tám ngàn 85. Thấy nó nhỏ mà bự dữ vậy. Cành tàn cũng đều ha. Mười sáu quan. Rồi. Giá luôn anh ơi. Cái số 16 này em giao lưu giá 700 anh. 700 ngàn. Rồi xuống cây. Giải bằng quay mình xe chút vô chút nữa được không? Xong hết nữa. Đặng đợi cho trói nắng. Rồi. Chiều cao 1m2. Rồi. Ngang 80. Bình thân người bé hả? 16 quan. Rồi 16. Cái này cũng được chứ không đẹp mấy. Dạ. Giá nhiêu anh? Giá 17. Cây 17 này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn. Cây này cành tàn đẹp nha quý vị. Tuy là đế nó hơi không yếu. Hơi yếu xíu mà tình tàn bù lại thôi nha quý vị. Cây số 18. Rồi, mã số 18. Cao 1m1. Bán ngang 80.
Rồi quay quay. À, cái thằng trồng gió. Hoành luôn. 17 hoành. Rồi, chính xác. Không chi xích như nào. Giá luôn. Cây số 18 này em giao lưu giá 800 anh. Rồi, xuống cây. Cây số 19. Mã số 19. Chiều cao 1m1. 8075. Rồi, 18 quanh. Rồi. Để đây, đó, này chắc cá nụi dưới ha. Ừ. Rồi, giá nhiêu anh? Cái số 18 này em giao lưu 19 hả? Cái số 19 em giao lưu giá 700 hả? 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Cây số 20. Chiều cao 1m3. 8080. Rồi. Thế đây. Rồi, giá luôn. Cây số 20 này em giao lưu giá 700 luôn anh. Rồi, 700 ngàn luôn. Rồi, xuống cây. Cây số 21. Mã số 21. 1m15 chiều cao. 8080. Rồi. Hoành lớp 17 hoành. Rồi, chính xác luôn. Đế đây. Đế một nùi luôn. Một nùi đế luôn. Giá luôn. Đế 21 này em giao lưu giá 900 ngàn anh. Rồi, nhanh tay chốt quý vị ơi. Xuống cây. Cây số 22. Số 22. Rồi. 8085. Rồi, 15.5 như 15 hoành. Rồi. Đế đây. Đế không nhiều nhưng mà nó đều hết nha. Đều bên hết. Bốn mặt đều hết, không có thiếu mặt nào. Rồi, giá nhiêu anh? Cây 22 này em giao lưu giá 800 anh. 800. Rồi, xuống cây. Cây số 23. 23 cũng là một cây nhìn xa xa là mình thấy nhìn cũng khá đẹp nha. 1m25 chiều cao. Không biết lại gần sao à. 8080. Ở xa thì nhìn đẹp đẹp. Đẹp đó. Rồi giờ đến gần nè quý vị ơi. Điều rang tàn luôn. Mười bảy rưỡi như 17. Rồi. Giá luôn. Cây số 23 này em giao lưu giá 800 anh. 800 ngàn. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 24. Rồi, 1m3 chiều cao. 1m3. 8090.
cành tàng cũng khá đều. Cành tàng này quá ok. Cổ đế thì nó yếu, chứ mình đế yếu không có nói khá được. 16 anh. Rồi, chính xác. Đây, đế đây. Rồi quý vị. Giá nhiêu anh? Thì số 24 này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn quý vị ơi. Về Tết năm sau là tàng này, nếu cái tàng này là bông ra là nhìn thấy rất là đẹp ha. Rồi xuống cây. Cây số 25. 25. Mét 3 chiều cao. Tám mươi ngàn. Cái này cái tượng, cái đầu tượng nó ra mình thấy cây mạnh cây quá ha. Đâm rồi đó, đâm chồi hết đây nè, rất là mạnh cây ha. Cái là lan về là ok liền, khoảng 10 ngày sau là cho trồng liền. Rồi 15 hoành, 15 rưỡi như 15. Rồi để đây quý vị, cũng đều luôn, đều lan mà nó hơi nhỏ. Trồng mình trồng là vài năm nữa nó bự rồi. Giá nhiêu anh? Cái này giao lưu giá 800 anh ơi. 800 ngàn. Cây số 25. Dạ. Rồi xuống cây. Cây số 26. 26. Chiều cao 1m25. Rồi 8.079 được 80. Có những phần nữa hả anh? Phần nữa là 80. Rồi tay cành cũng khá đều nha. 15 hoàn. Rồi đế đây. Đế nó cũng đều đế, nhìn thấy cũng hay hay. Có cái này nó hơi tréo lại, nó đẹp đẹp con gái à. Giống có cái mông đít. Rồi giá nhiêu anh? Cái này 26 này em giao lưu giá 700 ngàn anh. Rồi 700 ngàn lượt cây mai dảo luôn quý vị ơi. Dảo một luôn. Rồi xuống cây. Cây số 27. 27. Một mét 3 chiều cao. 83. 19 rưỡi như 19 hoành. Dạ. Đây đây quý vị. Giá luôn anh. Cái số 26 này, 27 này em giao lưu giá 800 ngàn anh. Dạ. Xuống cây luôn. Cây số 29. 28. Hả? 28 hả? 28 quý vị ơi. 1m3 chiều cao. 84. Lá ngang. Mười lăm hoành. Rồi để đây. Rồi giá luôn. Thì số 28 này giao lưu giá 600 ngàn anh. 600 ngàn. Để em bữa nay em xả vàng cho bà con cô bác gần xa dễ chơi luôn. Rồi xuống luôn. Cây số 29. Rồi mã số 29. Cao quá, cao, sát cao hả? Cả 1m, 4m rưỡi á. 1m, 4m rưỡi hả? Nhón không tới nè. Nhón không tới. Chiều cao hơn viên tốn. 8.090. Dạ. Rồi, anh cứ xây đây. Em quay từ tên chạp xuống cái. Rồi hoành luôn.
18 của anh, 18 rưỡi như 18. Dạ. Em 9 nè. Ờ, cây số 29. Rồi, giá nhiêu anh? Cây số 29 anh giao lưu giá 500 anh. 500.000. À, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship cây này 500.000. À, số 29 nha quý vị. Rồi, xuống cây. À, số 30. Còn 1m3 chiều cao. Rồi hoành luôn. 15 hoành. Rồi. Để đây. Giá luôn. Cái số 30 này em giao lưu giá 800 anh ơi. Rồi 800.000. Có cái may giảo về tới nhà luôn. Rồi ở nhà mình chỉ bấm là hàng tới nhà luôn. Cái số 31. Cao 1m27 cao. Con này đặt bao vàng luôn. 8.080. Rồi. Rồi, hoành luôn. Rồi, 16 rưỡi như 16 hoành. Dạ. Rồi. Để đây cái gì? Để điều luôn. Rồi giá luôn anh ơi. Cây 31 này giao lưu giá 900 anh. 900.000. Rồi xuống cây. 32. Rồi mã số 32. Một mét ba chiều cao. Bán ngang 85. Rồi 17 quan. Đợi. Rồi giá như đây anh? Cây 32 này em giao lưu giá 700 anh. Rồi 700.000. Này bị chá nắng cái gốc rồi, mình dời bằng que vô nữa đi. Xuống cây. Cây số 33. 33. 1m4 chiều cao. Rồi. Bán ngang 85. Rồi hoành luôn. Này cũng bị chá luôn ha. 17 hoành. Rồi 17 hoành. Này cũng bị chá luôn. Rồi đó, chính xác rồi đó, hết chá cái gốc rồi đó. Rồi giá nhiêu anh? Cây 33 này em giao lưu giá 700.000 luôn anh. 700.000 nha quý vị. Mã số 33. Rồi xuống cây. Cây số 34 là cây số hết clip. Mã số 34 là mã số cuối cùng của clip quý vị ơi. Chiều cao 1m4. 1m4 chiều cao. 8.085. Rồi cái hoành luôn. Rồi 16 hoành. Rồi. Giá luôn. Cây 34 này em giao lưu giá 700 anh. Rồi 700.000 giá xả vàng. Rồi quý vị, mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua.
Thì trong quá trình xem quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho anh Lượm nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.